dùng từ nịch 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 cái vậy nịch cái miệng lại cho kín đáo, bây giờ nó kêu nịch lợi cho nó kín đáo chút, nịch là khẩu trang sao nịch. Có khi là lắm lúc mình ăn cắp ăn trộm này nọ đó, có ăn cắp chuyện đó cũng như người ta ngờ cái sự mà mình ăn cắp ăn trộm thì cũng người ta đó nói ra ngoài thì nó biết là mình nịch lợi người ta, mình không nói ra người ta đâu biết, nịch lợi là để cho không nói hả? À, không nói ra mình người ta đâu, bên ngoài người ta đâu có biết được. Là sao mà anh dùng từ nịch? À, như nhà nước gắt lực cho nên nịch miệng lại là chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Chắc xa xa phía sau lưng á thì cô bác quý anh chị sẽ biết được rằng đó là một cái ngôi nhà mới của anh Cường sau khi được Mạnh Thường Quân cùng chung tay nhau giúp đỡ. Chúng ta thường thương hoàn cảnh của Út Nhất vì một mình anh phải gồng gánh nuôi ba mẹ, thêm anh Cường ngoài sao. Và ngồi kế bên cạnh Bùi Hồ đây thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ biết được rằng ở trong những video clip trước thì anh cũng thường xuất hiện và Bùi Hồ hỏi một cách qua loa những cái câu chuyện vui. Thì giới thiệu với cô bác quý anh chị, đây là người em Út của Út Nhất. Anh tên là Tú. Anh cũng tình trạng tinh thần của anh thì chẳng khác nào là anh Cường cả. Tuy nhiên, anh và anh Cường là hai thái cực khác nhau. Nếu như anh Cường hung dữ bao nhiêu thì anh Tú lại hiền lành bấy nhiêu. Ở dòng dòng xóm này á thì người ta nói rằng anh là một người khờ, hay người ta nói anh là một người thường đi nhặt ve chai hoặc là mò cua bắt ốc để mà bán kiếm tiền uống cà phê. Anh á thì cũng có một gia đình, cũng có vợ, có con. Hoàn cảnh của gia đình của anh thì cũng éo le chẳng khác nào là hoàn cảnh của anh Cường, của bác quý chị. Vợ một nơi, chồng một nơi, bao ngày thì lại về với lại bên vợ, vài ngày thì lại về với lại Út Nhất nuôi. Hàng ngày cứ không có phụ gì cả và mò cua bắt ốc chủ yếu là để uống cà phê thôi. Và để hiểu thêm về cuộc đời của một người em Út Nhất khờ và bắt ốc mò cua uống cà phê là như thế nào ha. Cho em đi cái mic kìa. Chắc cô bác của anh chị có thể thấy là anh khẩu trang luôn. Dạ, nó ra lệnh đeo khẩu trang. Ờ, nhà nước ra lệnh đeo khẩu trang. Là tháo ra là nhà nước bắt thì thôi. Dạ, nhà nước kêu nịch lợi cho nó kín đáo chút. Nịch là khẩu trang sao nịch? Có khi là lắm lúc mình ăn cắp ăn trộm này nọ đó, có ăn cắp chuyện đó cũng như người ta ngờ cái sự mà mình ăn cắp ăn trộm thì cũng người ta đó nhà nước kêu ra cái lực nịch lợi. Mà anh có ăn cắp không? Không, thì mỏ mà cua không mình dùng từ nịch 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 cái vậy nịch cái miệng lại cho kín đó. đừng có cho mình nói ra ngoài tầm bậy tầm bạ người ta biết nói vậy. Như mình nói ra ngoài thì nó biết là mình nịch lợi người ta, mình không nói ra người ta đâu có biết. Nịch lợi là để cho không nói hả? À, không nói ra mình người ta đâu, bên ngoài người ta đâu có biết được. Là sao mà anh dùng từ nịch? À, như nhà nước gắt lực cho nên nịch miệng lại là không, mình không nói ra bên ngoài là người ta không có biết. Vô cái tiền vô là mình nịch cái miệng mà lại. À, nịch lại cho kính, mình không nói ra người ta đâu có biết. Rồi nịch mình có ăn cơm được không? Hả? À, mình ăn cơm mình tháo ra. À, tháo cái nịch ra. Tháo cái miệng ra. Tháo cái miệng ra lột như trên đất con trai. Lột như cộng như nịch ra. Tháo cái miệng ra cho mọi người thấy cái miệng ra. Anh có thể tháo cái nịch đó ra được cho cô chú anh chị xem được không? Rồi tháo gì sợ không? Sợ bị bắt không? Ôi sao dục khẩu trang luôn rồi. Dục cái nịch luôn rồi. Anh cầm tay đi, anh cầm tay anh dục dưới. Anh tháo chú anh cầm trên tay. Cái câu nói của anh mắc cười chứ không phải là các anh em cười nhạo ảnh, nhưng mà anh nói làm cho mình nói lòng nó cười. Mình hại xin lỗi cô bác anh chị nhiều. Trời nắng ha. À, chờ trời nắng ha. Bữa nay có nắng giờ nào anh có đi làm không? Không, cái này ta thấy tờ chuyển này nọ cũng không dám đi nữa. Chờ nắng lên. Thì hàng ngày làm cái công việc là mò cua bắt ốc. À. Rồi bán được ngày được nhiêu? Ngày được cũng 20 ngàn. 20 ngàn. À. Rồi làm gì? Để dành tiền uống cà phê quán bị quán bên chị sáng bên nè. Uống cà phê gì nhiều tiền như vậy? Uống ly 7 ngàn. 7 ngàn, uống mấy ly ngày? Uống mấy ly ngày? Uống 2-3 ly. Uống 2-3 ly luôn. Rồi có đưa tiền cho anh Út Nhất không?
bị quán chị quán sát bên đó, mình uống là mình cũng giúp đỡ cho bà. Uống để giúp đỡ cho ta chứ không phải uống giúp đỡ cho mình. Quán sát bên nhà chị kế bên. Uống cà phê là để giúp đỡ cho người ta luôn. Rồi sao không đưa tiền cho Nút Nhất nấu cơm cho ba mẹ mình ăn? Mỗi ngày có 20 ngàn. Thì mình uống cà phê 10 ngàn thôi. Rồi nhà anh Nhất anh Tám ảnh cũng đi mằng mướn cho người ta, ảnh cũng có tiền đó. Ừ. Với ở sớm người ta cũng cho gạo ăn này nọ rồi khỏi. Rồi ví dụ như thịt cá rồi có tiền đâu? Tám Nhất anh mua, anh đi mằng mướn người ta về đó, anh có tiền anh mua. Rồi sao anh không chịu mua? Tôi 20 ngàn. Anh ăn cơm ở đâu? Thường thường anh ăn cơm ở đâu? Ăn cơm nhà má. Nhà Út Nhất luôn ha. Nếu mình ăn thì mình phải hùng tiền chứ. 20 ngàn có cái dịp nào nhưng có tiền nhiều lâu lâu mình mới đưa cho bà. Nhà có... mình uống ly thôi. Nhà gần có khi nhiều lúc mình trở lại từ nắng nâu nực nậu nên mình uống ngày 2-3 ly. Thôi sao mình không uống nước lạnh á, mình uống cà phê. Nước lạnh uống nó lạt nhắt lạt nhiễu. Cà phê nó hơi ngọt chút. À, uống cà phê ngọt thích thì à. Mình tự nhà mình làm mình tiết kiệm đó. Quán uống cà phê giờ còn nước lạnh uống lạc liễu. Có nghĩa là kêu Út Nhất làm thì đưa tiền cho Út Nhất. Bị em cũng ít có nhà mình lo đi làm mũ. Dạ hả? Dạ. Anh tên gì? Tên Tú. Là họ tên đầy đủ? Ông Nguyễn Tú. Nguyễn Tú. Ờ. Vợ anh tên gì? Tên Thơm. Thơm là Tú Thơm. Dạ. Con anh? Con anh tên Thơ. Thò, cái gì Thò? Tên Thò á. Họ tên? Nó Nguyễn, họ Nguyễn, Nguyễn Thị Thò. Nguyễn Thị Thò, anh là Nguyễn gì? Nguyễn Thành Tú. Nguyễn Thành Tú hả? Ừ. À, vậy cũng... Anh này rồi, bây giờ anh có biết anh Cường là anh của anh hả, đúng không? À, anh Cường anh tháng 9. À, anh biết anh Cường đang ở đâu không? Ảnh ở ngoài đó đó. Cũng như cả hởm ảnh cũng như làm thật bậy một chút á. Làm sao thật bậy là sao? Thì cái kiểu như anh sống trong cái khoảng cách gia đình mà cứ như anh làm... cũng như ăn ở với anh em không có đúng phẩm cách đó. Ừ, bên ngoài người ta cũng để ý tới ảnh, người ta cũng như là người ta thấy ảnh thì làm không làm giữ với người ta cũng phải ta thấy ảnh ta tối ảnh ta giam cầm vậy. Ta giam cầm lại rồi anh có thăm ảnh bị giam cầm, anh có đi thăm thăm ảnh không? Không như biết bữa nào lâu lâu cũng như mua cho ổng ít lon bia uống. Có uống với ảnh không? Có cho ổng vậy. Dạ hả? Ừ. Ảnh có chửi không? Ông mình làm hiền thì ổng đâu có chữ, mua bia vô cho ổng 1-2 lon mà ổng đâu có chữ. Rồi nói sao? Kiểu như mua bia, như mình mua bia vô mình để cho ổng thì ổng để 2-3 lon cho ổng uống thì ổng làm hình làm hết. Ừ, nói sao mà bia ảnh nói sao? Thì mình mua bia vô mình để đó, mình đi ra vậy đó. Ừ. Rồi anh đi xuống đây rồi vợ con thì ai lo? Có bà má tôi để lo. Rồi sao vợ mình không lo để cho má lo? Tại vì bà má bà là thông gia đình. Mình cũng như bên ngoài lạ là ừ. Sao mà chồng mà sao lạ? Thì chồng mà mình cũng như lạ, mình cũng không dám. Là sao không dám? Như mình cũng như lạ, cũng như lạ mình đi lên tên tới cái dòng họ của người ta mình cũng không dám. Không dám vậy, mình nuôi vợ mình mà sao không dám? Nuôi mà đều có cái ta gần gũi mình cũng ngán. Ngán sao? Mấy cái người đó mạnh thế lực đã dám ở, còn mình nhỏ tuổi mình đâu có dám ở. Mạnh thế lực là sao em không hiểu ta? Mấy cái người dạng người ta có học đi sành liệu nên kia ta biết là dám, ta mạnh lực trong mình, ta dám ở một mình. Mình còn nhỏ tuổi mình đâu có dám ở gần tới khoảng cách tới gần dòng họ đó, ta đâu có dám. Mình có người ta có chỗ ta chịu người ta nương này nọ này, mình với người ta dám ở, còn mình còn nhỏ tuổi mình đâu có dám ở. À. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh Tống năm nay gần 4 ngoài rồi. Gần 4 ngoài hả? Rồi con của anh ai nuôi, ai cho tiền ăn bánh uống sữa? Bà má có bà ngoại nó nuôi rồi, bà, vợ tôi đi mũ rồi cho. Thì anh có cho không? Hả? Anh có cho không? Lâu lâu về cho nó ngoài 50. 50 ha? À. Cũng có cho. À. À. Rồi sao không đem vợ con mình về đây sống chung với ông Nhất? Đây cái kiểu như thì ở tên bà má tôi nó dễ, còn ý này nó khó khăn. Nó là sao? Nó khó khăn cái việc mà mình cũng như cái việc anh Cường mới vừa nói thì đó. Ừ. Anh cũng làm khoảng cách trong gia đình cũng như không đúng như anh em đó, là anh mới làm anh như vậy đúng không? Bây giờ anh có dám lại gần anh Cường không? Lại gần cũng như mua bê lâu lâu vô thăm ảnh thì mua để cho anh 2-3 lon bia cho anh uống rồi. Sợ anh chửi không?
không? Thời gian này anh đi ra ngoài gặp ảnh không? Ảnh trong đó bây giờ ảnh không có anh quậy nữa rồi. Ảnh ở trong đó rồi, gì nữa lâu lâu anh tắm dứt anh đem cơm vô cho anh ăn. Đem cơm á. Anh có đem cơm không? Có, lâu lâu rồi tôi mua bia cho ông, 2-3 lon bia uống. Bên nay hiện nay còn nhiêu tiền? Có 20 ngàn. Đâu lấy ra em coi đó. Để dành uống cà phê. Đấy, trời, có cái túi rồi. 20-30 ngàn. Có hút thuốc không? Hả? Có hút thuốc không? Có, lâu lâu lên trên mua hút. Có cho tiền ba mình với mẹ mình không? Không. Không. Tám đi làm mũ có tiền 20-30 ngàn để dành uống cà phê cho. Chứ không có cho luôn. Hả? Không, sớm người ta có gạo người ta cho không lẽ ăn gạo không? Ừ, có 20 ngàn để mình uống cà phê. Dạ hả? Uống cà phê hết rồi tiền đâu cho con uống sữa. 20 ngàn để dành uống cà phê cho. Đúng. Đúng rồi. Hả? Có 20-30 ngàn uống cà phê hết rồi tiền đâu cho con uống sữa. Tên có bà ngoại nó lo. Vợ tôi đi làm mẫu đó. Anh cưới vợ anh mà sao để cho bà ngoại lo? Bởi vì có bà mà lo, còn mình cũng như là người ngoài à? Không dám. Nên không dám. Có chồng sớm đã đâu ngán thì nói gì biết. Vợ mình mà sao ngán? Vợ mình cũng như ở lâu, cái chuyện mình làm ăn, cái chuyện mình làm cái sự nhẹ được. Làm mấy cái chuyện cái việc lớn đâu có dám. Việc lớn là ví dụ việc gì? Việc lớn là cũng như mình làm khoảng cách như tiền bạc như nhiều quá đó, mình ở gần chồng sớm mình cũng dám. Mấy cái người ta mạnh thế lực người ta dám còn mấy... Em không hiểu cái từ thế lực là sao luôn á. Cũng như già cũng như là mình cũng như giàu có, mình gần ở chồng sớm người ta dòng họ ta ở gần thế bên đâu có dám được thôi. Mình nói nhẹ được, mình nói nặng nhẹ người ta sao không dám nói được. Hồi đó giờ có nói nặng không? Nó cũng như mình nói nhẹ với mình chơi như bạn bè nè, tôi nói nhẹ với ông phải không, còn tôi chửi tôi mắng ông này cái ông dòng họ người ta người ta có khi nó quấn mình gì sao? Anh có bao giờ nói nặng không? Không, tôi làm nhẹ thôi. Làm làm nhẹ là sao? Làm nhẹ là như mình đi lụm mũ này nọ mò cua bắt ốc bán. Còn làm nặng? Làm chuyện nặng là như tiền bạc nhiều quá rồi đó, ai dám rồi thôi. Là chứ phải một mình mạnh khỏe trong người thì mình dám gần dòng họ ta, ai dám làm. Thật ra thì lại anh Cường là căng thẳng bao nhiêu thì lại anh Tú lại là vui vẻ bấy nhiêu luôn á. Mũ với mỏ bắt cô bán thôi chứ làm. Có bao giờ xin tiền ta không? Hả? Anh có bao giờ xin tiền ta không? Không, thì là mũ này khi có tiền uống cà phê chơi. Chứ không có xin ta hả? Không. Sao không xin? Ngán cái mẹ. Ngán vậy? Mình kiếm tiền mình uống mẹ đi xin ta biết của mình mà cho chắc ăn luôn. Còn xin ta. Có bao giờ mà anh Tú suy nghĩ là mình sẽ bỏ cái công việc nhẹ để đi làm một cái công việc mạnh để trở thành một cái thế mạnh không? Công việc nặng á, để trở thành thế mạnh không? Thế mạnh mà không dám. Sao vậy? Ớn vậy? Ớn là cũng như không dám. Anh sẽ làm cái công việc là nặng. Làm mũ là thế mạnh lên là lúc đó anh sẽ có tiền nhiều để tha hồ mà uống cà phê. Mà tiền, không chịu hả? Có tiền mạnh quá nhiều quá ngán. Có tiền mạnh là ngán. Đi chơi xa mới dân hồ quýnh chết. Có lần nào bị quýnh chưa anh? Chưa. Làm nhẹ không? Ở nhà là nó biết mình hiền từ, nó đâu có dám quýnh. Không dám quýnh. Còn mình làm mấy chuyện hát đồn như người ta quá thì quýnh chết. Hát ôn là chuyện gì? Cũng như mà làm có thể tiền nhiều quá, con người của mình nó cũng hơi lăng xăng, nó yếu đuối, nó quýnh chết. Đó là trường hợp mấy cái người ta mạnh, có ăn học, người ta dựa vô chính quyền, cách mạng, nhà nước, người ta dám làm. Còn mình dân cũng như là dân thường, đâu có dám. Là chỉ làm nhẹ thôi? Làm nhẹ, làm mũ này nọ thôi. Mò cua bắt ốc thôi. Cua bắt ốc cũng như dạng người ta có ăn học, người ta dựa vô đó. Ta làm mạnh đúng không? Còn mình là mình làm nhẹ. Lớn tiếng. Người ta dựa vô, người ta dám làm. Ở nhà mình là mình thương ai nhất? Thương hả? Như anh em của mình luôn phải thương nhau chứ. Bà thương ai nhất? Hả? Thương anh em, cũng như anh em của mình đây nè, chung băng, chung bọn với nhau nè, anh em của mình luôn thương nhau. Vợ nè, con nè, Út Nhất nè, anh Cường nè, là ba mẹ là thương ai nhất? Thương trong gia đình cha mẹ hả?
khoảng cách cha mẹ thì anh em của mình dòng họ. Bà thương người nào nhiều nhất? Hả? Cũng như là trong gia đình của anh gồm có ba mẹ với anh em ở trong nhà đình là Út Dứt chứ là anh Cường là anh thương ai nhất? Út Dứt với ông Cường hả? Với ba mẹ là ở trong nhà là anh thương ai nhiều nhất? Thương ai nhiều nhất hả? Thương anh Tám, anh Tám Dứt. Thì là anh thương anh Tám Dứt nhiều nhất. Có khi nào ông bỏ đói mình không? Không. Không hả? Không. Bị gạo mình cũng có đi xin người ta, cho ăn. À, đem về. Đem về ăn. Đem về ăn. Nghĩa là xin gạo là làm việc nặng hay việc nhẹ? Việc nhẹ. Việc nhẹ. Xin gạo là việc nhẹ. Mình đâu dám làm cái thứ chứ. Sợ tao đánh không? Có bao giờ sợ anh Cường ở đó đánh không? Không, cái này như anh em trong gia đình không. Quánh đó. Không, mình không dám. Bây giờ hồi đó giờ bị nhốt vì cắt nhà mới giờ có thăm anh Cường lần nào chưa? Cũng như mà anh Cường hả? Không, anh em ai đâu, mình đâu có nghĩ gì. Mình cũng như mình sợ là sợ người lạ nó quýnh mình thôi chứ anh em. Nhưng mà có bao giờ dám lại thăm anh Cường không? Không, lâu lâu mình. Bây giờ dám không? Không, bữa nào có tiền thôi. Nào có tiền mua cho ổng 2-3 lon bia vô. Mà có bia anh mới không chửi hay sao? Như tại vì con người của mà cũng như con người của ổng thích bia thì mình mua bia vô cho ổng uống cho nó cái sự uống vô cho nó say xỉn cho nó quên cái sự này sự nọ hiểu không? Quên sự gì? Quên cái sự như là như người ta uống bia vô người ta thích người ta chứ như quên sự này nọ của người ta thích. Mua bia vô ổng 2-3 lon được. Có bao giờ hai anh em uống chung không? Không, ít có uống chung luôn. Chỉ mua cho thôi. Mua vô để cho ông 2-3 lon được. Để cho ông 2-3 lon luôn. Thường thường mua bia thì có mua mồi không anh? Không, để cho ông 2-3 lon uống được rồi. Bây giờ là không dám vô. Không. Để nào có tiền hay vô chứ giờ dân này không có tiền vô đó, cũng như không. Anh Cường hay trước là ảnh làm nặng hay làm nhẹ anh? Ảnh hả? Ừ. Cũng như ảnh cũng đi ôm lúa này kia như đồng thời với tôi nè, cũng như ổng cũng đi ôm lúa vác lúa nè kia thì tự động ảnh cũng phát cái sự sống chung với anh em mà ổng làm hung làm dữ này đó đó, ổng nói chuyện hư tập bậy chút mà người ta cũng không có chịu. Ai đặt con cho cái tên con của anh? Anh đặt tên Tho. Ai đặt? Ông ba tôi, già tôi ông ba. Rồi vợ anh sanh con là ở bệnh viện hay nhà? Bệnh viện. Bệnh viện ai đi nuôi? Có bà má tôi. Anh có nuôi không? Có. Nuôi được mấy ngày? Nuôi cách đây cũng khoảng 8 năm rồi. Năm mà cái sự đó như tôi bỏ rồi. Là sao? Bỏ cũng như lâu quá, bây giờ mình bỏ qua bên, mình bỏ để cho má tôi phải lo. 8 năm rồi, cách đây khoảng 8 năm. Đi là anh thôi vợ anh hết sao? Cái đó cũng như là để cho má tôi nuôi. Bỏ mẹ đi mũ sống. Cha mà dám. Cha mà dám cài. Có nghĩa là vợ đẻ thì cài. Để cho bà má tôi với dòng họ tôi coi chừng đi làm mũ chứ không dám lên. Không dám chăm vợ đẻ. Chuyện không giờ không dám lên, cách đây cũng 8 năm rồi, lâu rồi bỏ. Anh nói chuyện cũng khờ mà dễ thương á. 8 năm. Ý anh nói là lúc mới sanh á giờ có qua nuôi. Có nuôi là nuôi vợ sanh, xong rồi tới giờ là không nuôi nữa. Cái này cũng 8 năm rồi, lâu quá giờ mình bỏ qua bên đi, cái đó như là nó cũ rồi, lâu rồi bỏ. Quá cũ. Thì bỏ để cho ba lo đi chứ. Đâu có cần thiết nữa. Thì bây giờ anh đang làm cái mới phải không? Cái mới là cái này tu hăng luôn. Tu hăng là sao? Tu hăng là như là mình không quen biết ai, đi lo đi kinh đi sách. Nghe. Lo đi kinh này nọ vậy thôi chứ đâu có dám cả thợ. Đi kinh thì sao bắt óc? Đi kinh á, đi lễ đi kinh nè. Đi chùa, đi nhà thờ. Đi nhà thờ tưa mình sẽ tưa nắng lên rồi mới đi mò. Mò ốc cua ấy. Mò ốc là em thấy nặng á, chứ không có nhẹ. Nhẹ nhẹ, mò ốc hả? Mò ốc tiền cũng ít nhẹ. Tiền ít là nhẹ, có nghĩa là anh nói là tiền làm sao mà tiền ít làm cho nhẹ thôi. Mò cua người ta đâu có nói gì mình. Như sợ là sợ như túng kiến thiết, tiền nhiều này nọ mình cũng ớn. Mấy cái người mà cầm tiền nhiều nữa nó cũng rung chứ bộ. Rung. Còn là mình bắt ốc một cua đâu có sợ. Sao rung? Mình làm mấy chuyện thánh thiện người ta đâu có để ý tới. Thánh thiện luôn hả? Còn này cũng như sợ. Sao mình không nuôi ba mẹ mình là việc thánh thiện chứ? Nuôi ba mẹ có như người ta lo, để cho người ta lo chứ mình lo chị. Người ta là ai? Đỡ mình không dám nhẹ đi làm mũ này nọ, mình sống uống cà phê chơi gì thôi.
ai dám khơi khơi, còn nhỏ tuổi ai dám khơi khơi. Làm mấy cái chuyện ấy quá ai dám. Cái số tôi còn không dám. Không dám mua hả? Không dám mua hả? Đúng ha. Không số đụng, cái tiền nhiều quá đây. Nặng. Rồi sao? Quýnh mình. Đúng số tiền nhiều quá, nóng nó quýnh luôn. Sao nóng quýnh luôn là sao? Ứng hẹo, còn nhỏ tuổi ai dám. Mấy cái người dạng mà có ăn học, có cái bề thế, tự dựa vô, tự dám làm. Chứ bây giờ trúng số là không dám mua luôn. Dám, như xé tắm, như kia bỏ thí. Xé là sao? Là xé ngang luôn hả? Xé tắm một á. Xé là sao? Xé tắm một. Là xé làm hai luôn hả? Đâu có, mình xé tắm một, mình đỡ vô trong túi mình, hên thì chiều trúng. Sao nói sợ trúng số? Như mình xé có tắm một, đâu có đáng giá bao nhiêu. Thì như mình sợ có khi nó trúng ăn ngủi. Có lần nào trúng chưa? Có lần nào anh trúng hai con rồi chưa? Đi vào ốc bắt cua bán. Không có trúng, ghét, không chơi luôn, ghét bỏ. Ghét bỏ hí gì chứ đâu có dám. Nhức đầu. Tiền là kiểu quá, có khi nhiều lúc người ta có ăn học, tại vì có cái bề thế chính quyền nhà nước người ta dựa vô, dù có nhà nước người ta che hăng phải không? Còn mình sống như là như này vậy. Bây giờ có ước muốn gì không? Không, đi bò đi làm mũ chơi gì không? Giờ không ước muốn gì? Không, đi làm mũ chơi gì không? Lụm chơi là sao? Đi làm mũ bán kiếm tiền uống cà phê chơi gì không? Với ai dám người ta bằng đi mừng thơm. Quýnh chết. Tối ngủ ở đâu? Cháu ngủ với trong gia đình của anh Tám chứ. À, anh ngủ với anh Tám hay ngủ chung ngủ riêng? Ngủ với anh Tám. Anh Tám ngủ trong buồng, tôi ngủ ngoài tước. Vừa vô anh em sống chung. Vừa vô sống chung mà sao không cho tiền anh Tám? Anh Tám hả? Anh Tám đi mặn ướt không có tiền cho, tôi có 20 ngàn. Nghe nói bữa hổm bán 80 ngàn luôn. 20 ngàn. Dạ hả? Ờ, để cho người ta lo chứ mình lo hoài. Nhưng mà hồi sớm anh nói anh nịch cái miệng lại là sao em không hiểu á. Nịch miệng lại là cũng như mình nịch lại cũng như nhà nước nó ra cái lực là cũng như nịch miệng lại cho kính vậy nè. Cái đó mình không có khi nhiều lúc mình phá thấy của người ta đó, mình nịch lại cho người ta đừng biết. Chứ không phải là lúc mà mình ăn cơm mình tháo cái miệng ra vậy thôi. Chứ không phải nịch là để người bệnh ha. Nịch lại để ngừa. Để ngừa chuyện này chuyện nọ rồi khi những lưỡi mình nói chữ mắng này nọ người ta nói hết. Có sợ Covid không? Hả? Có sợ Covid không? Hả? Sợ rồi. Hả? Sợ đi làm mũ không? Sợ bệnh Covid kỳ rồi á, sợ không? Dạ. Hay là nịch cái miệng để cho kín đáo thôi. Đi làm mũ làm chuyện nhẹ vô, uống cà phê chơi vô thôi chứ ai dám. Đi làm mũ có nịch cái miệng không? Có. Nịch sao đâu? Đi mình cũng như mình nịch người với mình lụm mũ chơi vô thôi chứ ai dám. Còn đi mừng hôm. Ăn là tháo cái... Ăn là tháo gì vậy? Tháo cái miệng ra. Tháo bữa ăn tháo cái miệng ra. Ờ. Thì mà có như ta người như nhà nước ra là người vậy thôi chứ ai dám đi mừng hôm. Là sao đi mừng hôm sao? Đi mừng hôm mấy cái người ta mạnh sức khỏe người ta làm được một mình nhẹ như là mũ uống cà phê chơi. Cho em mượn mấy chục nghìn đó được không? 30. Cho em mượn ấy. Cho em mượn mai mốt trả được không? Hả? À. Mượn mai mốt trả. Được. Đặng cho út nhất nấu cơm ăn hết cơm. Mượn không trả luôn được không? Được. Được ha? À. Chịu không? Chịu. Yeah. Con anh mấy tuổi rồi ta? Ta 8 tuổi. Có đi đứng gì được không? Nghe nói con anh bị bệnh hả? Nó cũng như cái, nó bữa nay nó mạnh rồi. Nó mạnh, nó ở nhà bà ngoại nó. Mạnh là sao? Nó mạnh là cũng như nó nằm, nó giỡn này nọ, nó cười giỡn này nọ với bà ngoại nó. Ừ. Sao có bệnh. Ừ. Qua 8 năm, ở đây 8 năm. Qua wow. Ở ngoài kia là hung dữ nhiều, ngoài này hèn nhiều luôn. Đúng rồi. Nhưng mà nhà gì cũng thương út nhất thôi ha. Anh Tú, cái lần mà anh mò ốc anh bán được nhiều tiền nhất là được bao nhiêu? 50 ngàn. Ốc nhiêu ký? Hầu cái hồ tước thì nó khác, bây giờ nó khác. Hồ tước như con người của mình như là còn nhỏ tuổi đó. Mình đi mặn ăn lại kia này nọ, người ta cũng không có để giờ con người của mình lớn lên đó, ai cũng mặn ăn được đó. Người mò cái chút rồi nó cũng giảm. Mò bữa có 50 ngàn. Có đuổi người ta không? Ta mò mình có đuổi ta không? Không. Sao à? Chứ mình ta mò hết sao đuổi ta chứ? Như con người của mình lớn ai cũng mặn ăn được cái đơn đó. Ta cũng tới lui ta mò này nọ. Mình đuổi nói ốc này của tao sao mày mò? Nó cũng giảm. Nói gì có luôn mình.
con người mà mình ta cũng đồng hào với mình ta cũng đi kiếm ăn, mình cũng đi kiếm ăn, nói người ta sao được, nói ốc này của tao sao mày mò quá đi kiếm ăn giáp người ta được hơn. Cũng dễ thương ha. Rồi nếu mà mai mốt nè hết ốc nè hết ve chai luôn thì anh Tú sẽ làm cái nghề gì? Đi làm mũ. Mà hết mũ luôn rồi anh làm gì? Dễ mũ dễ gì hết. Mai mốt người ta không sản xuất ra mũ. Cái mũ này là cũng như giữa chỗ là lụm có hoài là cũng như heo hầm này nọ tại vì mình vớt. Nhưng người ta con người của mình đông đảo người ta chạy xe tới luôn này nọ nó quăng nó dục xuống đó mình lụm. Mũ nhiêu ký? Mũ hả? Bộ 5.000 ký. Ốc? Ốc 10.000 ký. Hết bắt ốc hay hết lụm mũ? Lụm mũ. Sao vậy? Lụm mũ. Sao thích lụm mũ hơn? Lụm mũ là trên bờ nó dễ hơn, còn lụm ốc với nước ngọt. Ừ. Lạnh lẽo con người của mình. Lạnh lẽo con người bệnh luôn ha. Bệnh. Mình mò đi lụm mũ chơi chơi thôi chứ ai dám bằng đêm mình hơn. Ừ. Sao? Sao nghe nói là anh Tú sợ ban đêm quá vậy? Hả? Anh sợ ban đêm hả? Cũng ban như, đêm không đi đâu hả? Cũng như ban đêm là cũng như mình mấy cái người ta dạng như có người ta có ăn học đó, người ta dựa vô chính quyền nhà nước người ta làm được, còn mình người thường mình đâu dám cơ cơ. Thường thường anh đi lụm mũ hướng nào hả anh Tú? Hả? Thường thường anh đi lụm mũ đi lên đi thẳng lên, có cái đường đi thẳng lên. Anh... cũng như mình làm mấy cái chuyện đó được mà nhưng mà mình làm mấy cái chuyện đó được mà nhưng mà có cái mau lắm luôn. Anh mau là sao anh? Cũng như mình làm giàu được mà liệu cái mấy cái người đó làm giàu được mà liệu nó mau là cũng như là nó mau cái sự mà chết chóc này nọ. Còn con người của mình không có làm mấy chuyện mà ác nhân thì sống nó được lâu chút. Nó là mấy người ta mạnh khỏe, nó có ăn học, nó có cái bề thế, nó dám làm, nó dám chịu thì dựa vô chính quyền cách mạng nhà nước. Bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ vô hỏi anh Út nhất về cái câu chuyện của anh Tú, tại thấy cũng khá là đáng thương. Mà nghe nói rằng là anh Tú là anh có một cái gia đình cũng vợ thì cũng khờ khờ và cũng khổ lắm. Bây giờ vô hỏi Út nhất đi. Thôi bây giờ chắc có lẽ là vô ăn cơm. Út nhất nấu cơm rồi kìa, ăn chưa? Cơm hả? Ăn rồi, ăn. Dạ. Yeah. Rồi mai mốt chừng nào hết tiền thì cho tiền đi uống cà phê. Lấy không? Lấy cho. Lấy không? Lấy cũng không có tiền. Mới nói có 30.000 thôi. Có 30.000. Lấy nhiêu? Lấy nhiêu? 8 hả? Ừ. Có mấy chục rồi, 40. Ủa sao dùng cái miệng rồi? Để. Bỏ bọc kỹ đó ha. Nói vậy chứ cũng thương anh lắm, nhưng mà không dám cho nhiều, cho nhiều là anh xài cũng phí lắm. Cho thì cho Út Nhất, để Út Nhất giữ nấu cơm cho anh ăn.